sẹo. Khó xíu nha Hoa, cố lên con, cho hết một.
nhiều lắm nè. Mà cái thuốc con bôi ở nhà là cái gì vậy con? Cái nó serum gì? Cái đó con tự mua là con đi bác sĩ xong người ta cho con? À, chị cháu bị là cháu dùng. Tức là chị con xài hết xong rồi đi cho con hay là con mua mới á? Mua mới. Cái nọ đấy thế là bộ dùng được thế là đưa cho cháu. Tại cô thấy con da của con nó hơi yếu á con. Phải xem lại coi nó có hợp hay không. Chứ da là bây giờ nó mỏng lắm rồi nè. Với lại nó đỏ. Con hiểu không? Nhưng con phải coi lại. Chứ không là da yếu sau này mà muốn xài sản phẩm khác hay như nào nó kén á. Lại ra nắng hay là đi đâu á, nó cũng khó chịu á. Nó dễ đỏ. Mà không khéo mình đi, mình không có biết cách bảo vệ da kỹ là nó dễ bị gây tình trạng tăng sắc tố. Tăng sắc tố là gây sạm nám trên da của mình đó con. Da còn nhỏ mình phải thận trọng nha. Con là học mà ở đâu con? Đại học kinh tế. À, giỏi quá ta. Thi đậu đại học kinh tế luôn. Con ở Bắc, con vô đây con đi học hả hay sao? À, cháu ngoài Bắc vào học nghe ở với anh chị ở trong đây. À. Giỏi quá trời. Thi đậu đại học luôn. Cái này cô lấy cho con là nó bữa nay là về là con nó đỡ rồi nè, ý là nó đỡ mụn á, nhưng mà về cái da của con là nó mỏng rồi á con phải xem lại nha. Cháu không dùng nữa được không? Con dùng con ngưng lại hoặc là con mua loại khác con bôi hoặc là như thế nào đó để nó phục hồi lại cái da của con á. Da con hiện tại bây giờ là rất là mỏng nè, nhìn thấy lộ rõ cái chỉ máu ở dưới da này con. Mình căng ra mình thấy cái chỉ máu rõ ở dưới da luôn đây. Như cái chị cũng không biết á, chị cũng muốn tốt cho con á, chị chưa biết. Hoặc là ví dụ như người ta có một số bạn người ta sử dụng nó hợp, nhưng mà con thì riêng con da của con nó không hợp với cái sản phẩm đó. Chứ không phải là ý là chị mua cái không tốt cho con, nhưng mà nó kiểu vậy á, nó tốt với người này nhưng mà là nó lại không tốt với người khác, con hiểu không? Nó vậy đó, mình nên thận trọng sử dụng sản phẩm. Rồi có gì là tuần sau là con qua đây nha. Chứ không mày hư cái da. Mình đi học này kia thì cái ngoại hình á, hoặc mà sau này mình ra trường á, mình đi làm này kia thì cái ngoại hình nó cũng quan trọng, nó cũng rất là gây ảnh hưởng á con. Bây giờ mình chăm da, thứ nhất là mình rửa mặt sạch nè ha. Da nó đang mỏng yếu như vậy thì mình sử dụng những cái loại sữa rửa mặt nó dịu nhẹ thôi, không có tạo bọt nhiều á con. Cái thứ nhất, cái thứ hai là mình xem lại sản phẩm mình sử dụng ở nhà nè, thấy hơi đỏ rồi nha con. Sữa rửa mặt cháu dùng nó cũng dịu nhẹ, da nó vẫn đỏ. Có thể là mình sử dụng Cetaphil cũng hợp nè. Ờ, cháu dùng Cetaphil. Vậy là ok. Nhưng mà da cứ đi nắng là nó về nó đỏ lên.
Thì đấy, thì cô nói con là da con nó yếu á, nên con phải xem lại cái sản phẩm trị mụn của con đó, xem như thế nào, thì nó không có hợp với con rồi đó. Cream quá trời luôn này.